xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em demo cấu hình 1:2, một NS36 đang lắp hai chiếc củ loa bãi từ 2 côn trăm với công suất khởi chạy là 800W. Công suất chương trình là 3600 và công suất pic là 800W. Khởi chạy công suất chương trình là 1600 và công suất pic là 3200 trên một củ loa bát trên cái thùng. Đấy, còn đây là một thùng là 2 bát thì là tương đương với thôi không kể nữa, các bác sẽ nhân đôi lên cho em nhé. Với cấu hình hiện tại em đang đánh đẩy là Sansui SA3680, 2 kênh 600W đánh 2 chiếc farm lander. Đây là test demo luôn cho các bác nghe nhé. Này em đang đánh H1215, một đơn của anh khách ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang lắp củ loa bát Hewell, đang sử dụng một chiếc con số DBX 223 đời đầu đấy. Và cái con này thì đang sử dụng bát Hewell tép BNC, xúc thì đang sử dụng là bát BNC bãi xịn. Và cấu hình em đang setup lên đây là 1:2, quan đung xúc mắc tầm luôn đấy. Còn quan đung nở thì em đang cố khống chế. Bây giờ em sẽ mở quan đung lớn lên để các bác cùng nghe thử nhá. Nó đánh rất là ghê gớm luôn. Một xúc chọi hai con loa đời này, xúc này không gửi được, đẩy này yếu nữa. Ok, thì bây giờ em sẽ chuyển sang một bài nhạc khác nhé, để các bác cùng nghe xem là kia tiếng của cái hệ thống này nó đánh như thế nào. Đây em sẽ chuyển sang một cái bản test, bản này thì rất to mồm luôn. Đấy. Ok, em sẽ cho volume ở trên đây lớn lớn tí để các bác cùng nghe xem là H1215 này nó quát là khoảng tầm gần như thế nào. Max volume luôn nhá, 100 luôn này. Đây và em sẽ phát này. Xôi kinh khủng. H1215
3 mét là không nghe được đâu, đã to lắm. Ok này. Bây giờ em sẽ chuyển sang một cái bản test khác, test nhạc vocal. Chuyên về tiếng nhạc thôi, để các bác cùng nghe thử xem nào. Không mở to đâu, mở vừa nghe thôi. Để các bác nghe cái độ chi tiết của H1215 này nhá. Đây là hoàn toàn không sử dụng một tí kỹ xảo nào, chỉ có chiêu quay đánh xúc thôi.